người mà quay cái clip đó ở đây nè, chúng đâu có. Dạ chào anh đây, chị. Đây. Ôi, dạ chào chị. Đây. Trời, dạ, thôi, chào thôi, chị. Bà ơi, dạ. thôi ông, mà. Ông coi ông cứ thôi hoài hả? Dạ chị ơi, có gì mình ngồi xuống mình nói chuyện ha chị. Ai mượn tự nhiên đi tới quán tôi quay clip review này kia nọ làm gì? Ai mượn? Quán tôi hồi nào giờ buôn bán bình thường đâu sao đâu. Tự nhiên mấy người lên đó quay clip review này kia nọ, bây giờ quán tôi ế nhệ luôn. Đó cũng là sơ suất của tụi em, thì bây giờ chị thông cảm giùm tụi em, rồi tụi em sẽ cố gắng viết một bài đính chính và em sẽ lan truyền cái thông tin đính chính này lại với tất cả vậy mọi người. Vậy thì tôi sẽ cho cô thời gian là trong vòng 3 ngày. Nếu như mà cô không đính chính được cho tôi á là tôi sẽ đi kiện. Về anh. À, dạ. À. Hà Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân yêu trong chương trình Một Giờ Hoán Đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Vali, ba lô túi sách cao cấp Sacos. Chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nghề nghiệp phóng viên tin tức. Đây là một trong những nghề nghiệp nguy hiểm nhất ở trên thế giới. Không chỉ là về áp lực công việc đâu, mà để có được những tin tức nóng mỗi 24 giờ thì họ đều phải đổ công sức và đặc biệt cũng đặt mình ở rất nhiều những ranh giới về sự sống chết. Vậy thì còn ở Việt Nam, phóng viên tin tức sẽ đối mặt với những khó khăn như thế nào, có áp lực như là các trận mạc trên thế giới hay không? Xin được giới thiệu tiến sĩ Tô Nhi A. Xin chào chị. Xin chào mọi người. Này là cái áo tím than khoai mỡ mà bữa chị khoe trên Facebook đó hả? Đúng rồi, vẫn hả? Một sự rối loạn không biết cái nào khoai và cái nào mỡ. Và chị quyết định là đặt riêng cái áo này để gặp khách mời ngày hôm nay. Là một màu tím buồn. Không, nó rất chứ khoai sao? Rất khoai nó rất em tưởng là cái nghề mà nhìn vô cái là buồn liền vậy đó. Không, cái nghề thì nó không buồn đâu, nhưng mà nó khoai lắm. Có nghĩa là chúng ta sẽ có cái này phải chuyên gia nói chứ nhờ. Tự nhiên cái mình thấy mình lắm dễ sợ, nhưng mà rõ ràng mình có những cái dịp làm việc chung với các đồng nghiệp ở mạng báo chí thì rõ ràng là dù cho họ mang đến cho quý vị độc giả, quý vị khán giả một cái dạng bản tin nào đi chăng nữa, nhưng cái hành trình làm nghề để có sản phẩm đó nó rất khoai nha mọi người. Khoai á, theo từ dịch nghĩa của tụi em hiểu đó mọi người, đó là khó khăn, gian nan, khổ cực lắm, không có dễ nuốt đâu. Dạ, xin được giới thiệu với quý vị khán giả phóng viên tin tức Minh Thùy. Chào chị. Xin chào chị Minh Thùy, chị có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả ạ. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, mình đang tham gia chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Mà mình không có hoán đổi, quan trọng là cái bạn nhân vật tham gia sẽ hoán đổi với nghề phóng viên tin tức. Cảm ơn chị Minh Thùy đã đến với chương trình ạ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với các khách mời đến với phần đầu tiên của chương trình mang tên Góc Nhìn. Em mời mọi người an tọa ạ. Chào mừng quý vị, chúng ta đang ở chuyên mục Góc Nhìn. Ở đây thì mình sẽ cùng nói chuyện thẳng thắn về nghề phóng viên tin tức. Thì không biết em xin hỏi chị Minh Thùy là nghề phóng viên tin tức có giống với nhà báo không chị? Nhà báo là những người mà làm báo được một khoảng thời gian nhất định và nó đảm bảo được một số cái yêu cầu do nhà nước quyết định, thì người ta sẽ cấp cho cái thẻ nhà báo, thì những người đó gọi là nhà báo. Còn phóng viên á, thì người ta vừa có thể là phóng viên, người ta có thể là nhà báo được. Bởi vì là cái người phóng viên thì có thể là khi người ta chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành nhà báo, nhưng người ta cũng làm việc như vậy thôi. Thì gọi là phóng viên, nhà báo thì cũng nhau thôi. Như vậy ở đây có thể hiểu thực ra nó khác nhau về cái chức danh nghề nghiệp, bởi vì mỗi cái chức danh nghề nghiệp nó sẽ có những cái điều kiện đi kèm, nhưng họ sẽ chung với nhau về một cái nền tảng chuyên môn được đào tạo cùng một lĩnh vực. Thực ra là phóng viên á là một cái thuật ngữ dùng cho cái chức danh nghề nghiệp của tất cả những người làm báo. Còn cái vai trò của nhà báo á, cái nó phải có định chuẩn thì, đúng không chị? Đúng rồi, nó phải có một cái tiêu chuẩn nhất định, thì lúc đó thì nó mới được gọi là nhà báo. Dạ, vậy em hỏi thiệt luôn là nếu mà với một cái mức độ công việc làm việc như vậy thì cái tiêu chuẩn của mình sẽ dựa trên tốc độ của tin tức hay là độ chính xác của thông tin ạ? Cả hai. Có nhiều khi em thấy là mới vừa cháy nhà một cái là ngay lập tức 5 phút sau TV đã có phát rồi. Cũng có thể hoàn toàn là báo chí có mặt ở hiện trường và đưa thông tin lên liền được, là chuyện đấy là bình thường. Bây giờ trong thời đại 4.0 rồi, các bạn thậm chí là ngày trước chưa 4.0 thì các đài truyền hình làm truyền hình trực tiếp đứng thẳng ở hiện trường vẫn có thể đưa tin trực tiếp được mà, đâu có vấn đề gì đâu. Cái vấn đề nằm ở chỗ là thông tin đó đúng hay là sai. Đúng. Dạ. Cái độ nhanh là một trong những cái tiêu chuẩn để chúng ta đưa tin. Nhưng mà bên cạnh đó độ chính xác nó được coi, em nghĩ nó không phải đơn thuần
thuần là tiêu chuẩn đâu mà nó còn là đạo đức nghề nghiệp nữa. Trong cái trường hợp mà mình đưa tin nhanh nhưng lỡ cái tin đó nó không chính xác, dạ, thì trong trường hợp đó các bạn phóng viên sẽ phải làm sao? Khi một sự kiện xảy ra, nhiệm vụ của người phóng viên tiên quyết là phải đưa thông tin đó, phải phản ánh đúng thực tế hiện trường. Còn khi mà bạn phản ánh sai, nó có rất là nhiều cái yếu tố khách quan xảy ra trong đó, vì một yếu tố nào đó mà nó sai thì bắt buộc phải đính chính. Là phải có đính chính, nếu không thì sao ạ? Nó sẽ tùy theo từng tòa soạn, từng cơ quan báo chí một, và thậm chí là nó tùy theo cái định hướng của những cái cơ quan báo chí đó nữa. Nhưng về một cái chuẩn chung về đạo đức của nghề và cái chuẩn chung của nghề luôn á, luật báo chí luôn á, thì khi mà bạn đưa thông tin sai, thậm chí là chắc các anh chị cũng thấy rồi đúng không, tức là khi mà thông tin mà đưa lên sai, thậm chí là tờ báo đấy phải đình bản nữa cơ mà. Tại vì nếu như cái thông tin đó nó không đảm bảo được đúng với lại cái bản chất sự việc là bạn phải chịu trách nhiệm hình sự thôi. Mình vẫn thường nói với lại các bạn, tại vì mình cũng có đi giảng dạy ở các trường báo chí nữa, thì mình vẫn nói với các bạn sinh viên của mình rằng là khi mà các bạn không đưa thông tin không đúng với thực tế hiện trường, các bạn hoàn toàn có thể có khả năng đi bóc lịch, là chuyện đấy rất bình thường. Cho nên là mình phải chịu trách nhiệm với thông tin mình đưa ra. Và những người làm báo, tại sao người ta phải tìm đến thông tin báo chính thống để người ta xem, là bởi vì những người làm báo á, thì thông tin người ta đưa trên mặt báo là nó có giá trị pháp lý. Còn những cái trang mà kiểu như Vô Thưởng Vô Phạt hoặc là những cái Facebook cá nhân thì cái chuyện đấy là khác. Nhưng thực ra là bây giờ có luật an ninh mạng rồi đúng không? Rồi. Facebook cá nhân mà nói tào lao là cũng bị phạt chứ bộ. Đó. Em sẽ hỏi một tí về cái hành trình nghề nghiệp của chị Thùy, là mình có khoảng bao nhiêu năm trong nghề rồi chị? Khoảng 20 năm. Khoảng 20 năm. Tại sao em lại hỏi cái câu này? Bởi vì thực ra đây mới là cái câu hỏi của em nè. Là 20 năm nó đủ dài để chúng ta có một cái sự so sánh về tâm thế làm nghề của các thế hệ phóng viên. Thì hai cái thời đại đó, chị thấy là cái đối diện của mình đối với nghề nó có những cái gì khác nhau không? Khác nhiều chứ. Ngày xưa là khi mà tụi mình làm tin tức, mà lúc mà mạng chưa có, là khi đó mình cần nguồn tin á, là mình phải tự tạo nguồn tin, mình phải đi đặt mối quan hệ với các nơi. Thậm chí là cách đây khoảng 10 năm thôi, là mọi người khi mà muốn tạo các cái nguồn tin là đều phải đi gặp ai đó. Ví dụ như các bạn làm tin nóng đi, thì các bạn ấy đi xuống gặp mấy chú xích lô nè, rồi mấy chú xe ôm nè, gửi cho mấy chú mấy cái danh thiếp á, xong rồi tặng, có những bạn còn tặng những cái thẻ cào điện thoại. Ngày xưa có cái thẻ cào điện thoại đó tặng đó, để nếu mà có chuyện gì chú đó gọi cho con. Chú gọi, đúng, chính xác đó, cái đó người ta gọi là nguồn tin. Đó thì bắt đầu nói chú gọi cho con, nó có chuyện gì là gọi, thì bắt đầu gọi, rồi bắt đầu là các bạn này mới túa chạy đi, chứ mình tay mắt đâu mà đi được. Đúng đó rồi. Kiểu như vậy. Còn bây giờ thì nhiều khi là các bạn lại lên trên mạng rất là nhanh. Có chuyện gì một cái các bạn tham gia trên Facebook, các bạn lên một cái là các bạn có thể biết được ngay thông tin đó rồi. Nhưng thực tế là cái ngày xưa thì cái độ chính xác nó được cao hơn, cao nó được hơn, đảm bảo nhiều hơn. Bởi vì khi cái ông gọi điện thoại cho mình là chắc chắn phải có chuyện nó xảy ra. Ông gọi cho mắt thấy tai nghe. Chứ còn bây giờ là như các anh chị có thấy là có rất là nhiều những cái tin mà gọi là fake news á. Tức là đưa thông tin lên, là thậm chí những cái chuyện từ đời nào rồi bắt đầu họ đào lại. Sự kiện gì đó họ đào lại đưa lên. Giống như năm ngoái khi mà lũ miền Trung á, cái tự nhiên họ đem ra cái hình em bé dính đất, không là đất mà ở bên Thái Lan á. Cái xong lôi lên kêu em bé đó ở Quảng Bình. Xong rồi rất nhiều người chia sẻ nha, thậm chí trong đó có những nhà báo nữa cũng chia sẻ một cách rất là hồn nhiên luôn. Trong cái thời đại này thì cũng có những cái cách để mình tìm ra tại sao tin đó là tin giả, tại sao tin đó là tin chưa chính xác. Thực ra ở một góc nhìn khác nha, cũng là cái câu chuyện này thì em thấy là đúng là có hai cái sự sai biệt rất là lớn. Tại hồi xưa cách đây mười mấy 20 năm thì mình là sinh viên, thì em vẫn còn nhớ là những anh chị mà làm cái mảng tin tức giáo dục á, là đúng như chị nói là có cái gì thì nhớ gọi cho anh, gọi cho chị, để tới đưa tin về hoạt động phong trào học sinh sinh viên hoặc những cái drama đó ở trong trường. Nhưng bây giờ thì em lại phát hiện là có rất nhiều bạn phóng viên họ không cần làm cái điều đó, mà họ vô confession của trường. Có rất nhiều bạn đã chọn cái cách là cứ vô đó rồi thấy cái tin nào mà sinh viên post lên thì đôi khi các bạn đó sẽ theo cái hướng đó mà viết tin. Thì đúng như chị nói, đôi khi sinh viên vì một cái cơn bốc đồng nó muốn nói gì nói, cái sự kiện chưa kiểm chứng được. Nhưng phóng viên thì phải đi kiểm chứng. Đúng rồi, phải xuống dưới đó, phải hỏi nhà trường, phải hỏi những người liên quan ở trong đó, phải có đất đầy đủ thông tin. Thậm chí là có những chuyện là mình còn phải hỏi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Đó, thì tất cả những cái nguồn tin đó tổng hợp lại mình mới xác định được rằng là mà tất cả những cái thông tin đấy, những người nào mà phát ngôn á là phải là những người ví dụ như là chủ tịch phường hay là ban quản lý ký túc xá hay là hiệu trưởng nhà trường. Đó là những người có vai vế, những người mà kiểu ta có chịu trách nhiệm đối với cái nguồn tin đó thì mới được.
thì ví dụ như bạn đó đưa ra thì mình sẽ nói là bây giờ sinh viên phản ánh như thế này, thầy thấy như thế nào, rồi chính quyền địa phương thấy ra làm sao đó, những cái chuyện đó mình phải đưa ra hết thì mình mới có thể thông tin lên được. Dạ, thực ra ở cái phần góc nhìn này nè nha Trinh, hôm nay chị hơi chiếm chỗ của em hơi nhiều, nhưng mà các bạn thân mến, bởi vì chúng tôi đang làm một cái chương trình hướng nghiệp cho học sinh, và cái câu hỏi mà các bạn quan tâm đến ngành báo chí rất là nhiều thưa chị. Và ở toàn bộ phần góc nhìn này, tôi chỉ muốn tóm lại một điều thật hỏi các bạn trẻ khi các bạn muốn chọn nghề nhà báo, đó là em nhiều chuyện em làm nhà báo được không? Được, nhưng mà còn học nhiều lắm nha em. Tại vì như cô Thùy nói, chúng ta sai một ly chúng ta đi mấy dặm chứ không phải là một dặm ha. Đó là cả một cái nghề nghiệp đòi hỏi sự khoa học và tính chính xác và cả sự chịu trách nhiệm nữa. Phóng viên thì phải thường xuyên đưa tin tức, nhưng mà không phải ai thường xuyên đưa tin tức cũng là phóng viên. Với sự chính trực của mình và cũng với những chuyên môn về giảng dạy thì chị Minh Thùy đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn khá là cơ bản về việc đưa tin tức và cả nghề phóng viên hay nhà báo. Còn riêng ngày hôm nay, nhân vật đến với chúng ta lại là một bạn khác. Bạn lại có một số những suy nghĩ hơi khác, đôi khi là sẽ hơi có một tí xíu hiểu lầm về nghề của mình. Nên chị có muốn theo dõi cái suy nghĩ của bạn hay không? À, tất nhiên mình cũng muốn xem thử xem là các bạn bây giờ nghĩ như thế nào. Vâng ạ, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi và gặp gỡ nhân vật của ngày hôm nay muốn hoán đổi, đó là bạn Thúy Quyên. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Thạch Thúy Quyên, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì với thời buổi công nghệ thông tin rất là phát triển như bây giờ, mỗi ngày chúng ta sẽ cập nhật những nguồn thông tin liên tục, và những cái nguồn thông tin này sẽ có những thông tin xác thực, chính xác, nhưng bên cạnh đó sẽ có rất là nhiều thông tin mà không có tính xác thực nè, rồi sai sự thật nữa. Em nghĩ là với một người phóng viên á, thì chúng ta phải dùng ngòi bút của mình để viết những cái sự thật. Qua cái chương trình 1 giờ hoán đổi này, em muốn được trải nghiệm một lần làm phóng viên để biết được những khó khăn. Và đó là những chia sẻ của Thúy Quyên ạ. Bạn nói nhiều khi mà nếu mà diễn dịch theo ngôn ngữ của em, mấy bạn ở trên mạng thấy những cái bài mà bức xúc á, nói sai lệch hoặc là xuyên tạc chuyện của thần tượng của các bạn, hay là nói không đúng sự thật, cung cấp những cái thông tin gây hiềm khích. Nếu như chúng ta không làm đúng chức trách, phản ánh đúng thực tế khách quan từ hiện trường, từ các cái sự vật hiện tượng mà chúng ta thấy được để chúng ta nêu lên mặt báo, thì lúc đó chúng ta là những người mà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì các bạn phải tự biết rằng là các bạn phải làm như thế nào. Dạ. Vậy thì nếu như mà lát nữa bạn Thúy Quyên có đến đây cùng với những câu hỏi của bạn, hy vọng là chị cũng sẽ giúp bạn cởi bỏ những nút thắt này. Dạ. Ngày hôm nay thì chị có hy vọng là bạn ấy sẽ vượt qua thử thách với những cái tình huống như thế nào không ạ? Bạn có hình dung được cái mức độ khó các tình huống trong trí tưởng tượng của chị không? Nhưng mình hy vọng rằng là nếu như bạn có mong muốn trở thành một người làm báo thì bạn cũng cần phải vượt qua một số cái khó khăn, một số cái thử thách mà bất cứ một nhà báo nào khi mà vào nghề cũng đều phải vượt qua những cái đó. Có thể là về điều kiện sinh hoạt này, khả năng dấn thân này, rồi phải có một chút sự hy sinh này, rồi mình phải biết khám phá này, mạo hiểm nữa. Thôi bây giờ mình gặp bạn liền luôn nha chị. Tụi em đã có chuẩn bị sẵn một sân khấu, ở đó tụi em bày ra tình huống y như là cái chuyện đó sẽ diễn ra thật vậy đó. Và tất nhiên cái chuyện phiền nhiễu không phải đến từ mấy cái deadline hay là yêu cầu của sếp hay một cái email đâu, mà sẽ có rất là nhiều người tham gia vào quấy nhiễu và có những cái thông tin sai lệch hoặc là tình huống khó khăn bày ra. Vậy thì với vai trò là một người phóng viên tin tức, bạn ấy sẽ phải xử lý như thế nào? Và với một người nhà nghề đã có 20 năm kinh nghiệm, chị sẽ nghĩ xem cái cách xử lý đó có hợp lý hay không nhé. Chắc chắn là Thúy Quyên cũng đang rất là hồi hộp để tham gia vào thử thách 1 giờ hoán đổi rồi. Mình sẽ quay trở lại trong ít phút nha. Cảm ơn quý vị đang cùng đến với chương trình 1 giờ hoán đổi. Sau đây sẽ là thử thách dành cho Thúy Quyên. Xin mời ạ. Dạ, em mời chị ngồi chỗ thân yêu của chị ạ. Bây giờ như vậy, chị muốn hỏi hai em là hai em đã chuẩn bị những cái chủ đề nào mà hot rồi nóng để làm hay chưa? Em nghĩ là mình nên làm về cái đề tài trẻ em đi chị. Trẻ em mà mình sẽ vô những cái trại mồ côi nè, rồi cái trung tâm khuyết tật rồi đó, thì em nghĩ là cái chủ đề này nó sẽ lấy được nhiều niềm tin nè, lòng tin và sự thương cảm, nước mắt của người xem á chị. Chị thấy cũng không tệ hả? Em thấy cũng hay nhưng mà hơi cũ. Em thấy thật sự là đây đúng là rất là cần thiết để giúp đỡ cho tất cả các em, nhưng mà đúng hiện tại rất là nhiều chỗ làm. Chị nghĩ nha,
tuy là nhiều khi cái chủ đề nó hơi cũ một chút, nhưng mà nếu như chúng ta biết cách sắp xếp và biên tập lại á thì chị nghĩ nó sẽ rất là hay, đúng không chị? Đúng rồi, tại vì trẻ em á là bây giờ là trẻ em là một... cần được quan tâm, đúng, mà cần được quan tâm, rất là cần được quan tâm luôn á. Thường là trong những cái cuộc báo cáo đề tài này á, mình phải chuẩn bị trước những cái đề tài hoặc thậm chí là 2-3 đề tài để báo cáo và lựa chọn hả chị? Không, thực ra không cần phải 2-3 đề tài đâu, chỉ cần một đề tài thôi cũng được, nhưng mà có điều là báo cáo đề tài với sếp á thì là mình phải có đầy đủ thông tin về cái đề tài đó, phải có lý do để thuyết phục. Đúng rồi, ví dụ như bạn muốn nói về một cái trại trẻ mồ côi, bạn phải có trại nào, tên gì, nó ở đâu và trại đó nó có cái gì, không có mơ hồ vậy được. Đúng rồi, không có thể chung vậy được. Chứ không phải nêu ra ý tưởng thì dễ, đúng không ạ? Quan trọng là cái dữ liệu mình có phải chính xác. Mình phải có hết trong đầu rồi chứ. Tức là mình thậm chí là mình phải là người đi đến hiện trường rồi, mình phải đi điều nghiên trước, tức là gọi là đi khảo sát trước một lần rồi. Mình biết được hết thông tin ở đấy rồi về mình mới báo cáo đề tài. Và cái việc mà một người sếp nào đó họ không hài lòng với cái đề tài đó cũng là chuyện bình thường. Bình thường thôi. Chuyện đấy thì mình bị gác đề tài là bình thường, thậm chí nha. Chủ biên đồng ý đề tài đang làm luôn. Đi làm luôn rồi đem bài về mà nó không đạt bỏ luôn. Chuyện đấy rất bình thường. Cho nên trái tim phải chai sạn lên, không được mong manh và dễ tổn thương. Thật sự cái chủ đề của em thì chị cũng rất là thích chứ không phải là không. Đó. Thôi thì trước giờ thì bài của em thì cũng ok rất là nhiều rồi. Thì hôm nay chị nghĩ là em nên nhường cho bạn Diệp một chút ha. Như vậy thì em xin phép chị, em không làm chủ đề này nha. Không, mình vẫn làm HIV em. Không phải mà... nghe vậy... chị nói nha. Bây giờ chúng ta vẫn làm cái chủ đề HIV trước, rồi á sau đó em có thể giúp chị làm thêm cái chủ đề mà trẻ em yêu. Nhưng mà chị, em có một cái yêu cầu mong muốn nho nhỏ này được không ạ? Tại vì em cũng muốn được cùng với bạn Hằng có thể cùng làm với mình về cái chuyên đề trẻ em được không ạ? Tại vì ok, sẵn sàng. Trời ơi. Đây. Tôi nghe cái người mà quay cái clip đó ở đây nè, chúng đâu có. Dạ chào anh đây. Chị. Đây. Dạ chào chị. Đây. Trời, dạ chào chị. Bà ơi, dạ. thôi ông, mà. Ông coi ông cứ thôi hoài hả? Dạ chị ơi, có gì mình ngồi xuống mình nói chuyện ha chị. Gì? Giờ này bình tĩnh nữa hả mà ngồi xuống đây nói chuyện? Dạ thì tôi hỏi cô, ai mượn tự nhiên đi tới quán tôi quay clip review này kia nọ làm gì? Ai mượn? Quán tôi hồi nào giờ buôn bán bình thường đâu sao đâu. Tự nhiên mấy người lên đó quay clip review này kia nọ, bây giờ quán tôi ế nhệ luôn. Chị có bao giờ mà nhân vật tới làm nư, làm nết cỡ này ở tòa soạn chưa? Giờ khoan hãy bàn tới chuyện tin giả tin thiệt. Nhưng mà cái nhân vật mà mình đã đề cập tới họ làm nư cỡ đó luôn á. Rồi lúc đó là mình xử lý từ vòng bảo vệ, xử lý vô hả chị hay sao? Không, thường là không có ai mà đi thẳng vô trong phòng làm việc thế này đâu. Dạ. Bất cứ một cái tòa soạn nào cũng có một cái phòng gọi là phòng tiếp bạn đọc. Ví dụ như báo in thì sẽ tiếp bạn đọc, còn ví dụ như truyền hình thì sẽ có là phòng tiếp khán giả chẳng hạn. Ví dụ đó thì là các bạn sẽ phải ở ngoài đó. Tất cả những người này đến là sẽ ngồi ở đó. Ví dụ như bạn sẽ đến, bạn trình bày về cái việc mà bạn như thế nào đó. Sau khi bạn trình bày xong thì là ở đây họ mới báo lên. Thì sẽ được kết nối. Đúng rồi, mới kết nối phóng viên xuống. Nhưng mà thường là phóng viên cũng không xuống, mà là sếp của cái ban đó sẽ xuống để mà gặp, nói chuyện. Em làm sao mà bây giờ người ta... Không có chị, em nói thiệt với chị là... Chị không phải nè, chị đúng là nhiều khi đôi lúc cũng có một chút xíu sơ suất. Là nhiều khi đôi lúc khách đó vô cứ hối, rồi mình chỉ là hơi lớn tiếng là... Thí dụ giống như bình thường, nếu mà khách vắng thì chị ơi đợi em xíu, nhưng mà khách đông quá, nhiều người quá, tôi không thể nào nói chị ơi đợi xíu được. Chúng tôi phải kêu là chị ơi đợi xíu. Cái đó là tại vì do quán đông, ồn quá. Lúc mà lọt cái tiếng tôi vô á, xong rồi người ta comment ở dưới, người ta nói trời ơi cái quán này là gì đâu mà ăn nói lớn tiếng quá vậy. Rồi còn nói vô thêm nữa là đúng rồi, bà chủ ở đây á, ăn nói lớn tiếng lắm. Ủa, tôi ăn nói lớn tiếng mắc mớ gì tới cô không hả? Ôi dạ chị ơi, chị đợi em một xíu. Chị, em nói nghe nè, hồi bữa em có tới thiệt, nhưng mà em của mình đúng không? Em viết rất là đàng hoàng, em nói là quán ăn ngon và chủ nhiệt tình, rồi có rất là nhiều ưu đãi, em không có quay cái đoạn đó. Không phải, nhưng mà bây giờ em nói em không quay cái đoạn đó, nhưng mà bây giờ rõ ràng là cái đoạn đó nó vẫn hiện diện trên clip. Và bây giờ biết bao nhiêu người coi như vậy, mà em nói là em không quay thì bây giờ làm sao giải thích cho người ta đây? Ai bắt ép tôi nữa? Rồi sao mà cái viết review? Dạ anh ơi. Viết cái gì là? Dạ anh ơi. Ai Anh bình tĩnh, anh nghe em nói một lời nè. Dạ thì thật sự là chắc có một số trục trặc ở trong cái chuyện đó, nhưng mà thật sự trục trặc là trục trặc sao? Dạ, trời dạ, ơi là ơi, trời anh khổ quá mình ơi. Anh ơi, anh bình tĩnh, anh nghe em nói. Thì bây giờ em cũng biết là cái phần lỗi đó đã lọt
lọt ra ra ngoài rồi thì bây giờ em sẽ xin phép được chuộc lỗi của mình bằng cách là em chuộc lỗi bằng cách gì? Dạ hả? Dạ chị bình tĩnh. Chuộc lỗi bằng dạ, cách gì? Dạ, dạ, bây giờ quán tôi vắng khách rồi cô chuộc lỗi bằng cách dạ, gì? Dạ chị bình tĩnh. Bây giờ em sẽ tới quán và em sẽ đính chính lại và em sẽ đăng dạ. Liệu để đính chính như vậy thì có phù hợp hay chưa chị? À, nó sẽ có rất là nhiều cách. Cái này là nếu mà nó liên quan đến vấn đề thiệt hại về kinh tế thì mình phải tùy theo từng cái mức độ. Tùy theo từng cái mức độ của cái thiệt hại của người ta để mà mình xử lý điều chỉnh. Nhưng mà thường thì đối với những quán ăn như này thì chắc là cũng chỉ cần là cho người ra xong rồi mình sẽ quay lại một cái khác kỹ hơn, chi tiết hơn và nó sẽ đầy đủ hơn. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ có thêm thực khách nè, rồi mình sẽ có thêm những cái người mà quản lý ở khu vực đó, chẳng hạn người ta sẽ nói về cái quán đó như thế nào. Tất nhiên là vấn đề đính chính đúng không chị? Đúng rồi, nó nó là một cái dạng là đính chính đó, nhưng mà đối với những cái dạng mà làm quay dạng như thế này thì mình chỉ cần là mình ra đó mình quay lại một cái khác xong mình đẩy lên và chắc chắn là mình phải gỡ cái kia xuống rồi. Dạ. Là nếu đó là lỗi của mình, nếu là lỗi đó của mình. Cũng là sơ suất của tụi em thì bây giờ chị thông cảm giùm tụi em rồi tụi em sẽ cố gắng viết một bài đính chính và em sẽ lan truyền cái thông tin đính chính này lại với tất cả vậy mọi thì người. Tôi sẽ cho cô thời gian là trong vòng 3 ngày, nếu như mà cô không đính chính được cho tôi á là tôi sẽ đi kiện về anh. À, dạ dạ. À chị ơi em xin lỗi thì cũng cũng một phần lỗi của em không có theo sát được cái dự án này á nên là mới ra xảy ra sơ suất như vậy á chị. Nhưng mà cái chủ đề này ban đầu em là người nằng nặc đòi đi làm mà Dịp. Thôi được rồi, bây giờ á chuyện thì mình cũng đã hứa với người ta là mình sẽ đính chính lại rồi, nhưng mà sau này em nhớ rút kinh nghiệm. Dạ em hứa là em sẽ theo sát từ A tới Z, từ đầu tới đuôi, em sẽ không để sơ hở một cái công đoạn nào ra hết. Bây giờ mình quay lại cái vấn đề là cái deadline mà chị đưa ra cho hai em ngày hôm nay. Thì lúc nãy em nói là em muốn làm chủ đề về HIV dạ. Đúng không? Còn em muốn làm về chủ đề trẻ em. Dạ. Bây giờ chị sẽ là người quyết định chủ đề luôn. Mình sẽ làm chủ đề HIV. Nhưng người quay không phải là em. Dịp, em qua đây ngồi với chị. Chị muốn lần này á, Dịp sẽ là người đi lấy tin cho chị. Em làm được không? Có thiệt không chị? Chị cho em chuộc lỗi hả chị? Đây là cơ hội chuộc lỗi của em. Em phải ráng nắm bắt cơ hội và làm cho thật tốt. Chị, em cảm ơn chị đã tin tưởng em. Em nhất định sẽ làm tốt thật tốt cái chuyên đề này. Chị, phụ lên nghe không? Dạ. Chị cho em theo đi phụ được không? Phụ hả? Trời, chị yên tâm đi, có em phụ là nhanh chóng luôn. Ngày mai đi quay, ngày mốt có clip. Đúng rồi đó chị, tại vì em rất là thích cái cách làm việc của bạn Hằng luôn á. Nhưng mà chị biết Hằng là một cái con người rất là nhanh nhẩu. Em nói với chị là ngày mai đi quay, ngày mốt có clip đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị thì thích chậm mà chắc. Được rồi, vậy chị muốn khi nào có nè? Ngày mốt đi em. Ủa nó là một luôn á chị. Nói vậy thôi chứ mình cứ làm cho thiệt tốt là được. Dạ. Nhưng mà deadline thì không được chậm trễ. Ừ. Chiều mai có cho chị nha. Ok luôn. Tại vì chủ đề này đang nóng nhân cưng. Dạ rồi, em cảm ơn hai đứa đang làm tốt cho chị nghe chưa. Dạ, dạ em cảm ơn chị nha. Ừ. Em hỏi một cái, nãy chị có nhắc cái vấn đề về dấn thân á. Dấn thân thì có nghĩa là mình không có màng tới tấm thân này. Cái chỗ nào cần mình á thì mình cũng sẽ hỗ trợ hết sức xông pha đúng không? Ý em hiểu nôm na là như vậy phải không? Cũng không thể nói là không màng đến tấm thân được. Tại vì nếu như không có tấm thân mình thì đâu đưa được tin. Đúng không? Đâu có đưa được đó, tin đâu. Cái này là trên hết. À, cho nên mà, là mình bất cứ trong thời điểm nào cũng thế, mình phải giữ an toàn cho bản thân mình trước. Mình vẫn phải tìm những cái cách nào đó để mình đưa được thông tin về và thông tin chính xác. Khó nhỉ, là dấn thân chứ không phải là xả thân. Dân báo chí sẽ dùng từ dấn thân. Thực ra em nghĩ rằng là dấn thân và tiên phong nữa. Ví dụ như Covid đi thì bạn vẫn phải đi vào bệnh viện thu dung bạn đưa tin chứ. Đó đúng nhưng, rồi đúng nhưng rồi. Nhưng mà rõ ràng cái bệnh viện lúc đó là cái nơi mà không có nên vô, không có nên vô về khuyến cáo an toàn y tế. Nhưng khi em là phóng viên thì mình phải đi. Ví dụ như là trong dịch Covid vừa rồi đi, nhất là cái thời điểm đầu á, thời điểm đầu là nó cực kỳ nguy hiểm và ai cũng hiểu về nó rất là lơ mơ. Tại sao mà những người là phóng viên được nằm trong cái nhóm mà được chích vaccine đầu tiên? Chích vaccine đầu tiên nó chỉ là một cái yếu tố thôi. Cái quan trọng nữa là bạn phải hiểu chính xác về nó. Ví dụ như các bạn phóng viên của mình á, là phải đeo khẩu trang nè, xong rồi phải mặc áo bảo hộ nè, thậm chí là máy móc thiết bị là xịt. Hồi đó là xịt cồn, xịt suốt, xịt ướt máy luôn đó, kiểu như thế. Và thực sự là có những bạn là đi về thì là không dám về nhà. Thậm chí là thuê một cái khách sạn ở một cái phòng ngoài. Tại vì nhà có con nhỏ là không dám về nhà, sợ
lây cho gia đình chẳng hạn, ví dụ thế. Mà thực ra là lúc đó người làm báo không thể ngồi ở nhà được, mình không thể ngồi ở nhà, mình phải có mặt ở hiện trường mình mới ghi nhận được ở đó nó có chuyện gì xảy ra, chứ mình không thể ngồi ở nhà được. Bởi vậy cho nên khi mà mình vào trong đó thì mình cũng sẽ phải trong cái phạm vi cho phép mình ghi nhận được toàn bộ cái sự vật hiện tượng ở đó để mình thông tin đến với khán giả. Nào là Covid nè, xong rồi sạt lở nè, lũ lụt nè, rồi cháy nhà, rồi xong rồi điện giật, rất là nhiều những cái tình huống nguy hiểm. Bởi vì lúc nào em mở chào đầu ra em cũng nói đây là cái nghề cực kỳ nguy hiểm, mà người ta ở nhà đọc tin tức thấy thấy cái hình thôi đâu có hiểu là cái tình trạng lúc đó nó khó khăn đến nhường nào. Và tương tự như là ví dụ những người bạn mới vào nghề đi, bạn nhận được phân công là sẽ đi đến những cái bệnh viện HIV chẳng hạn, thì có khi nào các bạn sẽ từ chối hoặc là tìm cách thoái thác không chị? Cái lúc mà HIV nó là một cái mà cũng ghê gớm như là Covid bây giờ mà người ta chưa hiểu gì á, thì mình cũng không thấy có phóng viên thoái thác. Bây giờ này, trong cái trận dịch vừa rồi á, thì mình có thấy một số trường hợp người ta thoái thác, thậm chí người ta có lý do luôn để người ta không tham gia vào cái đề tài đó, như là con nhỏ và mẹ già, và mình sẽ phải kiếm một phóng viên khác đi chẳng hạn, ví dụ thế. Tại vì HIV, thực ra HIV mình hiểu được các cái đường lây của nó thì mình có gì đâu mà phải sợ. Thùy có thể kể cho các anh chị nghe là lúc mà Thùy làm phóng viên á, thì Thùy đến gặp hai bạn đó HIV giai đoạn cuối rồi, tức là hai bạn đó ở trong trại mà được trả về nhà để chờ ra đi rồi đó. Thì cái bạn là anh á, bạn đó nằm ở cái ghế và nguyên cái khu vực này là nó bị loang lổ y như bị lang ben ấy, và bạn đó ho như là ông cụ vậy đó. Quay phim lái xe rồi một cái anh mà phụ quay nữa là đứng ở ngoài cửa kìa, ngó vô khoe cửa thôi. Còn Thùy á, thì ngồi đây, cái bàn mà bạn đó nằm đây, Thùy ngồi đây và Thùy nói chuyện với bạn đó rất là thoải mái. Thùy nói với bạn đấy, hỏi nắm tất cả những cái thông tin về bạn đó. Thì mấy người đứng ở ngoài kia nói là tại sao mà Thùy gan như vậy, Thùy dám vào đó ngồi. Nhưng bởi vì tại sao Thùy gan? Bởi vì Thùy biết được con đường lây của HIV là gì. Thì mình ngồi mình trò chuyện với người ta đâu có bị lây. Bởi vậy cho nên nhà báo á, trách nhiệm của bạn là phải hiểu biết rất rõ về cái nguy hiểm của nó như thế nào, để làm gì, để mình tự bảo vệ cho mình trước, mình phòng vệ cho mình trước, rồi lúc đó mình sẽ dấn thân vào trong đó mình tác nghiệp thôi. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều về những trải nghiệm này. Và chắc chắn là bạn Thúy Quyên cũng đang rất là mong sẽ được lắng nghe trực tiếp những chia sẻ của chị Tô Nhi A và Kê Minh Thùy nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần chia sẻ này sau một ít phút giây lao nhé. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với Một Giờ Hoán Đổi, và đây là Hành Trình Kết Nối, nơi chúng ta sẽ cùng với phóng viên Minh Thùy và đặc biệt là nhân vật ngày hôm nay là Thúy Quyên cùng trao đổi trực tiếp với nhau với những nhận định rất là logic và cực kỳ nhân văn của tiến sĩ Tô Nhi A như mọi khi. Hy vọng rằng Thúy Quyên đã thay đổi một số những quan điểm của mình sau tình huống vừa rồi. Xin được giới thiệu nhân vật ngày hôm nay, Thúy Quyên. Xin chào. Chào bạn Thúy Quyên ạ. Xin mời bạn ngồi ạ. Em chào chị Tô Nhi A, em chào chị Trinh, em chào chị Thùy. Không biết là khi mà bạn bước ra khỏi tình huống á, bạn có cảm nhận lập tức là như thế nào? Trời đất ơi, em run muốn chết đó chị. Sao vậy? Có nghĩa là từ đó giờ mình chỉ theo dõi trên mạng nè, trên TV thôi. Em chưa bao giờ được trải nghiệm như vậy. Em không biết phải làm sao hết trơn á. Tại vì em thấy mấy chị đồ làm dễ quá. Xong rồi tới mình, trời ơi. Dễ lắm. Dễ quá. Có nghĩa là em thấy mọi người kiểu như là mọi người giải quyết nó nhanh chóng nè. Với lại là bài bản lắm. Đúng rồi, gọn gàng. Tự nhiên đưa vô mình cái không biết bắt đầu từ đâu hết trơn á chị. Bị quýu luôn á, bị kiểu như là bị hoang mang nè, tại vì cái thông tin nó bất chợt quá. Nhưng mà rõ ràng là em cảm thấy là nó không đơn giản như dạ, là như là mình nghe kể lại rằng là người ta đã đính chính một cái sự việc như thế nào đó, hoặc là người ta đã thay đổi một bản tin như thế nào đó. Khi mà mình là người trong cuộc thì khác nhiều, đúng không? Dạ. Nhưng mà chị nói thiệt nghe, chị dẫn chương trình Một Giờ Hoán Đổi nhiều rồi, xem rất là nhiều tình huống rồi. Tình huống của em là dễ nhất đó. Có nghĩa là cái độ làm nư, làm trịch, làm thượng á, và cái vấn đề xảy ra cái độ hư cấu nó chưa có đủ mà căng thẳng lắm đâu. Dạ. Nhưng mà tại vì là em chưa bao giờ là nghĩ là sẽ được trải nghiệm là làm báo chí. Bình thường đi, ví dụ một cái câu chuyện hay là một cái sự việc nào đó thì mình có thể là giải quyết theo cái cách của mình, nhưng mà đã là một người đưa tin, một người báo chí á, thì cái tính xác thực nó phải chính xác.
mà nó phải kiểu như là phải tôn trọng cái sự thật nữa, nên là đâm ra có những cái em không biết phải xử lý như thế nào cho đúng. Đây đó là lý do mà chúng ta gặp nhau ở đây. Cô có đặt câu hỏi cho em chị Thùy không? Tại vì chị thấy là em có cái vấn đề với cái vụ mà sự thật này lắm rồi đó. Đúng rồi chị. Thùy á, là khi mà Thùy làm, thậm chí kể cả sản phẩm phát thanh luôn, là Thùy ngồi với kỹ thuật Thùy dựng cho đến khi nó ra thành phẩm phát sóng luôn. Và thậm chí là tất cả các nhà báo khi mà được làm trong các cơ quan báo chí chuyên nghiệp á, là trách nhiệm của bạn là gì? Bạn không phải chỉ viết, bạn gửi lên tòa soạn là xong, mà ngày mai khi báo ra và khi cái sản phẩm đó ra, bạn phải có trách nhiệm xem lại cái bài báo của mình, xem người ta biên tập như thế nào, người ta nói có đúng ý của mình không. Nếu người ta nói sai ý của mình, trong cuộc họp mình phải nêu ra chứ, ý của tôi là như thế này. Cho nên người ta nói là cái mối quan hệ giữa phóng viên và biên tập á, nó hay có khúc mắc lắm. Bởi vì sao không? Cái ông phóng viên thì ra hiện trường nắm hết tất cả thông tin ở hiện trường, cái bà biên tập ngồi ở nhà đâu biết gì đâu, bà tưởng tượng ra, đó bà diễn thêm vô. Thì nhưng mà cái diễn thêm vô nếu mà nó làm cho cái bài báo đó nó hay hơn á, thì sẽ là hay, tất cả cùng hay. Nhưng nếu như nó làm cho bài báo đó sai đi cái thông tin sự thật đó thì điều đó vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy cho nên trách nhiệm của người làm báo á, là phóng viên á, ở hiện trường á, là bạn phải có trách nhiệm, là bạn phải đi theo cái sản phẩm của mình cho đến khi nó xuất bản thì thôi. Thì nhờ có chị em mới biết là mình phải theo xuyên suốt. Em cứ nghĩ đâu là em ra, em quay, em chụp hình xong rồi em viết, rồi em lại để cho một cái khâu khác. Em không có biết là cái quá trình xuyên suốt khi mà mình ra một cái sản phẩm nó là như thế nào. Thậm chí nếu mà bạn bận á, thì bạn giao cho kỹ thuật họ làm, nhưng mà đến khi mà mời sếp duyệt á, bạn cũng phải là người coi lại sản phẩm cuối cùng. Và thậm chí là nếu mà bạn bận quá luôn, bạn đi công tác chẳng hạn, thì khi sản phẩm đó nó lên sóng, nó lên trang, bạn là người phải coi liền. Coi liền là mình sẽ phát hiện ngay là ủa sao cái này không phải tôi quay, sao nó có ở đây, là mình phải kêu ở nhà sửa liền chứ, đâu để tới ở bên ngoài nó làm sùm rồi bình luận lung tung lên như thế được. Thế nói rồi, không có tự nhiên, không có tự nhiên mà bữa nay tôi mặc bộ đồ khoai mỡ. Khoai quá chị ơi, mà khoai to luôn ấy. Dễ chứ các bạn nghĩ đâu. Rồi tiếp, hỏi gì nữa? Để trở thành một cái phóng viên chuyên nghiệp á, thì mình cần phải có những yêu cầu gì vậy chị? Trước tiên á, là bạn thực ra là cái nghề báo này á, chắc chắn là đối với nghề nghiệp gì thì các bạn cũng phải đi học ở trong trường chuyên nghiệp, đúng không? Nhưng mà riêng đối với nghề báo thì nó lại là một cái nghề đặc thù. Ví dụ như Thùy, tôi học nữ công, nữ công nấu nướng may vá thêu thùa, nhưng mà Thùy đi làm báo. Thì thực ra là bởi vì là nó sẽ có những cái gọi là cái yếu tố, giống như một số văn nghệ sĩ người ta có cái tố chất bẩm sinh thiên bẩm là người ta làm được cái công việc đấy. Đó, ví dụ thế. Thì đối với nhà báo thì cũng không nhất thiết là bạn phải học trường báo chí ra. Học trường báo chí thì là bạn sẽ được học chuyên về cái cách làm như thế nào. Nhưng yếu tố tiên quyết của một người làm báo thì bạn cần gì? Thứ nhất, đầu tiên bạn phải có sức khỏe. Thứ hai, bạn phải có sự dấn thân. Dấn thân là bạn phải sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu khó khăn gian khổ cực nhọc như thế nào mình cũng vẫn phải đi. Và bạn không được bánh bèo. Nếu bạn muốn bánh bèo cũng được, nhưng bánh bèo tùy nơi tùy chỗ. Ví dụ như bạn đi dự một cái lễ ra mắt gì đó, hoặc bạn đi dự liên hoan phim, bạn có thể bánh bèo, có thể lên đồ. Nhưng mà nếu như bạn đi vào vùng lũ mà bạn lên đồ là thua rồi, đúng không? Đó, cho nên là tùy trường hợp. Và thêm một cái nữa là bạn phải có kỹ năng, bạn phải biết viết nè. Trong thời đại này thì bạn phải vừa biết viết, biết quay, biết dựng, biết ghi âm, rồi chụp hình nữa. Xong rồi, bạn phải có một kiến thức nền cơ bản. Kiến thức nền cơ bản đó thì cũng rất dễ thôi. Bạn đọc nhiều, đọc sách, báo nhiều vào, phải quan sát xã hội thật là nhiều. Thì khi mà mình có được tất cả những cái thông tin nền tổng hợp như vậy á, thì mình nhìn cuộc sống dưới một cái lăng kính mà nó nhạy cảm, thì mình sẽ rất là dễ tiếp nhận được đề tài, mình dễ phát hiện ra đề tài và mình đưa được cái thông tin đấy đến với khán giả. Và tùy theo cái năng lực của bạn thì bạn có thể kể câu chuyện đó như thế nào thu hút người ta. Thú vị quá ha. Em nghĩ là những lời chia sẻ của chị Thùy á, đầy kỹ năng sư phạm, bởi vì chị cũng là cô giáo rất là nhiều năm nay đã giảng dạy cho chuyên ngành báo chí. Thì mình thấy rằng là không chỉ là diễn viên như em hay là MC như chị đâu, mà chị học được chị Tô Nhi A tâm lý nè. Còn chị Thùy là kỹ năng phóng viên đó sẽ áp dụng được ngược lại, đặc biệt là cái từ lăng kính nhạy cảm. Mình sẽ phát hiện được đề tài. Sau này em viết thơ, viết văn, em cũng phải dùng cái lăng kính nhạy cảm quan sát xã hội cũng tốt hơn, đúng không chị? Thực ra thì cái nghề này nó, với tất cả những gì mà nãy giờ chúng ta nghe sự chia sẻ từ hai phía, chúng ta sẽ thấy rằng là một, không tự dưng mà chúng ta có một cái danh xưng đó là nhà báo cũng là chiến sĩ, bởi vì cái sự dấn thân và thực sự là phải rất là quả cảm. Cái sự quả cảm đó nó giúp cho chúng ta không có ngại khó. Tính ra là bạn phải giỏi đều, bởi vì chúng ta viết báo là chúng ta viết về cuộc sống mà. Các bạn nhìn đi, cuộc sống nó đi từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, rất nhiều vấn đề khác. Cho nên là một số bạn rất tiếc là hay nghĩ về nhà báo theo kiểu là tôi nói nhiều là được, tôi nhiều chuyện là được và tôi lanh chanh là được. Nhưng mà nếu như sự lanh chanh đó nó không duy lý, sự lanh chanh đó nó không có cơ sở khoa học, không có một kiến thức nền rất là vững vàng,
thì rõ ràng là con bạn sẽ ăn trái đắng. Cho nên là nếu như không cẩn trọng thì thực sự chúng ta sẽ có thể dễ chuốc nguy hiểm cho mình. Và nó không phải là một cái nghề dễ để lựa chọn từ hào quang đâu. Mà thực ra nghề này hào quang thì mình thấy rằng là các bạn cũng sẽ phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Nghề nào hào quang nó đến bất chợt thì tôi không biết. Dạ. Nhưng mà nghề này thì chắc chắn mình tin một điều nó không thể bất chợt được. Vậy thì Thúy Quyên đã thay đổi quan điểm của mình khi mà bước vào thử thách chưa? Thì bất trách lại chưa? À, ý là vậy đó. Dạ, nói chung là em cũng có suy nghĩ khả quan, nói chung là những cái suy nghĩ tích cực hơn. Tại vì trước đây em cũng thấy có những cái bài viết về không đúng sự thật có chị. Đúng, thì cũng có, đó. Phải có người này người kia. Đúng rồi. Thực ra cái tỷ lệ sai cũng có chứ không phải là không. Nhưng cái tỷ lệ sai đó là người ta gọi là tai nạn nghề nghiệp. Chứ còn không phải là cố ý nói sai. Dạ. Mà người ta phải làm như thế nào để nó tiệm cận nhất với lại cái sự thật, bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật luôn. Bởi vậy cho nên tại sao bạn phải đọc báo chính thống, bạn phải đọc những cái trang tin điện tử chính thống của bộ ngành này, bộ ngành kia, của cơ quan nhà nước nào. Tại vì khi mà bạn đọc những cái trang điện tử đó, nếu mà bài báo lên trên đó nó sai là bộ thông tin truyền thông sẽ gõ đầu nó trước. Các bạn cũng thấy là trong thời gian gần đây có nhiều trang báo, nhiều trang tin điện tử là bị đình bán đúng không? Đó thì có rất là nhiều, bởi vì là khi họ đưa thông tin có vấn đề là tự nhiên sẽ có nhà nước sẽ thay bạn làm việc đó. Còn nếu như bạn đọc những cái trang mà nó không phải là trang chính thống thì bạn tin nó, nhưng mà nếu như thông tin trên đó sai, bạn làm sai, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn thì không ai đứng ra bảo vệ bạn hết. Còn cái kia có pháp luật bảo vệ bạn. Mà em hỏi thiệt câu này cũng hơi nhạy cảm một chút xíu. Ví dụ như là mình là phóng viên mà là phóng viên nữ nữa thì chị đi nhiều như vậy á, có ảnh hưởng tới công việc chăm sóc con cái rồi chuyện hôn nhân, chuyện tình yêu rồi này nọ hay không? Thì chưa có gia đình đấy. Cái vấn đề là à, không, mình nhưng à, Thùy kể cho các bạn nghe một câu chuyện này. À, lúc mà Thùy làm báo á thì Thùy có một cái chị bạn, chị đó tại vì lúc đó Thùy làm quản lý rồi thì chị đó làm thư ký, chị đó thường hay là đi sớm về muộn thì Thùy có nhắc, thì chị đó có nói là Thùy á là không có gia đình. Cho nên là Thùy nói về hả mẫn cán với công việc là rất là dễ dàng. Còn chị có gia đình, chị phải chăm cho chồng, phải lo cho con, phải lo cơm cho chồng, lo cơm cho con. Thùy mới kêu là để Thùy thử. À, và gần chỗ Thùy ở có hai vợ chồng bác đó. Thì bác trai á, là thương binh, xong rồi là nằm một chỗ. Thậm chí là bị cái lưng á, là bị thối luôn. Thế nhưng mà Thùy á, là cứ thời gian rảnh á, là Thùy vào trong đó, vào trong nhà hai bác. Thùy quét dọn nhà cửa, nấu nướng cho hai bác ăn, xong rồi bóp chân bóp tay cho bác gái, tắm rửa cho bác trai, kiếm cái lá thuốc giỏi về giã ra trộn với muối, xong rồi đắp vào cái vết thương đó để cho nó lành lại, coi như là gia đình thứ hai của mình. Đúng. Và Thùy chăm sóc rất là kỹ, và Thùy thấy là lúc đó Thùy vừa chăm sóc hai bác, Thùy vừa đi học, Thùy thấy bình thường có gì đâu. Tức là mình thấy là khi mà mình muốn là mình làm được. Bây giờ tụi mình có máy rửa chén rồi nè, đúng không? Có máy giặt đồ rồi nè, có, thậm chí có máy hút bụi nữa mà, đúng không? Thì có gì đâu. Cho nên tất cả những cái đó mình hoàn toàn có thể làm được. Mặc dù là Thùy chưa có gia đình, nhưng Thùy nghĩ Thùy chưa có gia đình đó không phải là vấn đề là do là mình lo cho công việc quá mà mình không chăm sóc được gia đình. Thùy chăm sóc một ông già nằm một chỗ thối thịt luôn mà trong khi đó Thùy vẫn chăm sóc tròn vo, không có vấn đề gì hết. Mà công việc chuyên môn của Thùy thì vẫn đảm bảo nha, chứ không phải Thùy lơ là công việc chuyên môn nha. Cho nên cái quan trọng là cái cách mình sắp xếp thời gian thôi. Chị Tonya thì sao ạ? Chị cũng đi dự lắm. Nhưng em thấy là trên Facebook chị rất hạnh phúc. Đúng. Yep. Tuy nhiên thì chị sẽ hơi khác với Thùy một tí thôi. Có nghĩa là chị sẽ không vội trách cái bạn thư ký kia. Bởi vì cái sự lựa chọn của Thùy khi mà chăm sóc hai bác á, nó là một cái sự lựa chọn thứ nhất là tự nguyện, và cái thứ hai chăm sóc người già nó sẽ khác với chăm sóc những cái thành viên còn lại trong gia đình. Bạn sẽ hiểu rằng là bạn chăm sóc một cái người lớn tuổi với những cái bệnh lý, nó khác với việc bạn đối diện với một đứa bé mà nó đang khủng hoảng tuổi lên 3, hoặc là nó khủng hoảng tuổi dậy thì. Và mặc dù mình 24/24 đúng rồi. Và mặc dù là cái công việc mà mình chăm sóc cho nó về mặt thao tác lao động có thể nó ít hơn, nhưng mà những cái rắc rối khác nó đeo bám nhiều hơn. Dĩ nhiên là cái chị thư ký đó cũng phải định nghĩa lại sứ mệnh công việc của mình. Đúng như Thùy nói, bạn muốn không? Bạn muốn thì phải làm cho được. Và khi mà bạn không muốn rồi thì mọi thứ nó đều trở thành lý do. Nhưng có điều rằng là nó sẽ có một cái sự hơi khác một tí đối với những cái bạn nhà báo, hoặc là những cái nghề tương đương với nghề nhà báo khi mà chúng ta phải di chuyển nhiều. Đó là cái việc mà bạn lập gia đình thì nó sẽ là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng buộc bạn phải suy tính. Bạn suy tính không phải là để bạn không lấy chồng, hay là bạn suy tính để bạn đổ thừa cho gia đình. Mà bạn suy tính ở đây để bạn hiểu rằng là bạn muốn dấn thân nhiều, mà bạn muốn dấn thân bao nhiêu thì bạn không được đổ thừa cho cuộc đời.
Bạn không có được nhìn qua cô Thùy, trời ơi năm nào cũng được bằng khen, tại sao tôi không được bằng khen? Ủa mắc cười quá, người ta làm muốn chết. Người ta được bằng khen là đúng rồi. Vậy thì bây giờ bạn chấp nhận một cái cán bộ đi trễ về sớm, xong rồi một năm ăn 12 cái phiếu kiểm điểm. À, nhưng mà thôi giữ cái công việc vậy được rồi, còn lại tôi vẫn chấp nhận là tôi không muốn cái lời phàn nàn từ gia đình, thì đó là sự lựa chọn. Dạ. Tuy nhiên chị nghĩ rằng là đã chọn rồi thì phải có trách nhiệm vậy thôi, và công việc nó cũng là một hạng mục siêu quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì nó làm nên giá trị con người của bạn mà. Thế dạ. Thì bạn muốn làm nhà báo đúng không, bạn muốn làm phóng viên đúng không, bạn phải tôn trọng nghề nghiệp. Thực ra chỉ có một cái câu như thế này, đó là người chọn nghề, tại vì chúng ta chọn mà ép chúng ta hết, nhưng mà nghề sẽ rèn người. Dạ. Vậy thì nếu như bạn không đủ tố chất để theo đuổi một cái nghề nào đó, thì cái nghề đó nó đào thải và nó sàng lọc bạn là chuyện bình thường. Bạn đừng có gào lên với cuộc đời là trời ơi, tại sao không ai đối xử nhẹ nhàng với tôi. Không có chuyện đó, không có chuyện đó đâu. Cho nên đó là một cái thông điệp chị nghĩ nó rất là quan trọng. Dạ. Và cuối cùng thì câu chuyện ngày hôm nay thì chị nghĩ đối với cái nghề nhà báo á, thì nó sẽ có một cái yếu tố mà ở đây chúng ta lưu ý rằng là không phải ai viết tin được cũng được gọi là phóng viên. Dạ. Và không phải cái gì nó hiện chữ lên thì cũng được gọi là một trang báo. Nó sẽ có những cái thứ mà ngụy tạo. Và điều đó có nghĩa là giống như chị Thùy nói, cái việc chúng ta đọc báo chính thống được coi như là bạn đã qua một cái lần mà có người khác lọc giùm bạn rồi. Bạn không cần phải lăng tăng rằng đây là tin thật hay tin giả. Và chúng tôi tin rằng là đã là phóng viên chắc chắn phải đưa tin thật. Bởi vì bạn không đưa tin thật là ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của bạn. Còn những người khác tại sao người ta thoải mái đưa tin giả vậy? Càng thoải mái đưa tin giả càng chứng minh rằng bạn không phải là phóng viên. Vậy thôi. Dạ. Em cảm ơn tiến sĩ Tô Nhi A đã đúc kết lại cho chương trình ngày hôm nay những thông điệp không thể đầy đủ hơn. Và chúng ta thấy được tất cả những sự lựa chọn và sự vất vả của nghề phóng viên tin tức. Hay xa hơn, đó là những thành tích của một nhà báo chuyên nghiệp và chính trực. Đó cũng có thể là một vài lần mình thử với lăn lộn với nghề mà mình thấy không có hợp, hoặc là mình cảm thấy không thích nhưng bớt mình cũng bớt ghét, đúng không? Thì hôm nay là một buổi trò chuyện đối với Trinh rất là quý giá và thú vị. Cảm ơn chị Minh Thùy rất nhiều vì đã cống hiến cho tất cả thời gian ngày hôm nay cho quý vị ạ. Thưa quý vị, chương trình Một giờ hoán đổi đến đây sẽ được phép khép lại. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Mong rằng sẽ nhận được thật nhiều những lời khuyên, lời đóng góp và chia sẻ của quý vị ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau một giờ hoán đổi thì em cảm thấy là thật sự cái nghề phóng viên này nó rất là khó luôn. Và bên trong có rất là nhiều khía cạnh mà em chưa được biết. Trước đây thì em cứ nghĩ nó đơn giản nha. Nhưng mà sau khi tham gia rồi, sau khi trải nghiệm rồi thì em thấy có rất là nhiều thứ mà em chưa được biết. Có rất là nhiều phóng viên người ta dùng cái tâm của họ để mà họ viết bài báo xác thực. Mọi người hãy tiếp nhận những thông tin nào mà mọi người có thể cảm thấy là nó xác thực, nó chính xác, thì mọi người hãy chắt lọc lại. Và thông qua cái một giờ hoán đổi này thì em muốn gửi đến tất cả các anh chị phóng viên một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Tại vì nhờ có anh chị, những người mà mạnh dạn nè, can đảm nè, có thể đi đến những cái nơi rất là khó khăn và đưa thông tin đến tất cả mọi người để cho mọi người được biết ạ.